Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều nay ngày 25 tháng 10, trên quốc lộ 1, đoạn qua trạm thu phí Tác Cô thuộc thôn Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình gây xôn xao dư luận. Xe Tuấn Hùng chặn đầu xe buýt. Anh Phạm Văn Vu 1971 là lái xe buýt mang băng kiểm soát 73B1062 thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải Quảng Bình, cho biết thời điểm trên xe buýt xuất phát từ điểm trạm thu phí khu vực cầu Râu để vào thành phố Đồng Y theo giờ và tuyến cố định đã được cấp phép. Khi xe xuất bến, có nữ hành khách mặc áo đỏ lên xe và ngồi ở hàng ghế sau lưng lái xe. Xe buýt vừa di chuyển một đoạn thì bất thần bị xe khách hãng Tuấn Hùng băng kiểm soát 73B698 lao lên phía trước chặn đầu, ép vào lề đường. Vợ chồng chủ xe Tuấn Hùng xuống xe, chửi bới hành tàn ác lái xe buýt. Ngay sau đó, hoàng hậu chồng chủ nhà xe này nhanh chóng xuống xe, vừa lao vào hành tàn ác lái xe buýt và tóm phải thả khách xuống. Vừa chặn đầu xe tôi, hoàng hậu chồng nhà xe Tuấn Hùng vừa đến bên cửa lái, mở cửa xe lao vào lớn tiếng chửi bới, lăng mạ và hành tàn ác, đòi lôi tôi xuống xe để tấn công khi tôi đang ngồi ở ghế lái, lái xe u bức xúc kể. Clip, vụ việc vợ chồng chủ xe Tuấn Hùng xuống xe, chửi bới lái xe buýt. Anh Lâm Anh Ác, cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải Quảng Bình nói sự việc đã được lái xe thông báo về công ty và đơn vị này đã trích xuất camera bình an gắn trên xe và đầu xe thì thấy rõ rệt hành vi côn đồ của hoàng hậu chồng nhà xe Tuấn Hùng. Theo anh Ác, công ty sẽ làm đơn tố cáo, trình báo sự việc này đến công an và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình để mong làm sáng sủa tỏ sự việc, xử lý hành vi côn đồ của hãng xe Tuấn Hùng.